Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam Huỳnh Trần Ý Nhi tiết lộ sốc về bạn trai là mối tình đầu. Xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi, 21 tuổi, Bình Định, còn công khai mối tình đầu 6 năm với bạn trai cùng tuổi. Điều này được đánh giá là chưa từng có tiền lệ tại các cuộc thi sắc đẹp. Vượt qua 39 thí sinh, người đẹp Huỳnh Trần Ý Nhi đã trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Mai Phương giành danh hiệu Hoa hậu. Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho người đẹp Đào Thị Hiền và người đẹp Huỳnh Minh Kiên đoạt giải Á hậu 2. Sau đăng quang, thông tin Ý Nhi có bạn trai cùng tuổi gây sốt trên diễn đàn sắc đẹp. Trả lời về mối tình hiện tại, Ý Nhi chân thành, bạn trai tôi luôn thấu hiểu và ủng hộ tôi trong hành trình này. Dù rằng, sau khi đăng quang, lịch trình sẽ khá dày đặc, nhưng chắc chắn, anh ấy sẽ thông cảm cho tôi. Bởi vì, tôi còn sứ mệnh, nhiệm vụ cao cả hơn, hướng đến cộng đồng nhiều hơn. Theo tiết lộ của người đẹp, bạn trai cô tên là Nguyễn Anh Kiệt, 21 tuổi, đang là sinh viên đại học kiến trúc. Cả hai là mối tình đầu của nhau. Bố mẹ bạn trai là giáo viên, cả hai gia đình ủng hộ chuyện yêu đương của con cái. Câu chuyện tân hoa hậu công khai người yêu sau đăng quang chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhan sắc Việt. Hầu hết, các người đẹp đoạt danh hiệu đều giữ kín vấn đề tình cảm. Riêng với Ý Nhi, cô thể hiện được sự thẳng thắn, chân thành và sự khéo léo. Trước thắc mắc về việc cân bằng giữa chuyện tình cảm và những hoạt động trong vai trò tân hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 thời gian tới, Huỳnh Trần Ý Nhi chia sẻ, những chia sẻ của tôi đều thật lòng, không có bất kỳ sự giấu giếm nào ở đây. Tôi nghĩ rằng, mối tình 5 năm đủ để bạn trai thấu hiểu cho tôi và để tôi ưu tiên sự nghiệp, tham gia các hoạt động, trách nhiệm của tân hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Thông tin chia sẻ của tân hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi cũng khiến hội đồng giám khảo cuộc thi bất ngờ. Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung, Chủ tịch Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 bày tỏ quan điểm ủng hộ việc Ý Nhi công khai bạn trai. Bởi vì trong hành trình đương nhiệm, tân Hoa hậu sẽ đối diện với lịch trình công việc bận rộn. Vì vậy, cần sự thấu hiểu và cảm thông thì chuyện tình cảm mới bền lâu. Bà Kim Dung dẫn chứng, khi Á hậu Phương Anh có người yêu và hiện tại có gia đình, tôi cảm thấy cô ấy làm việc tích cực hơn khi luôn có chồng đồng hành, hỗ trợ hết mình. Huỳnh Trần Ý Nhi, sinh năm 2002, Bình Định. Sở hữu chiều cao nổi bật 1,75m cùng số đo 3 vòng lần lượt 79, 59, 89. Hiện, cô đang học ngành quản trị kinh doanh. Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đăng quang, Huỳnh Trần Ý Nhi đã thắng danh hiệu người đẹp thời trang. Đồng thời có tên trong loạt đề cử người đẹp biển và người đẹp nhân ái tại Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2023. Trong phần thi ứng xử, khi được hỏi, giới trẻ gặp nhiều áp lực trong cuộc sống. Em đã gặp vấn đề gì và giải quyết như thế nào? Ý Nhi đã trả lời, trong mỗi chúng ta đều gặp áp lực của riêng mình. Em gặp áp lực đồng trang lứa. Em sinh ra trong thời bình, có đủ điều kiện để học tập và hoàn thiện bản thân. Áp lực của em là sợ không giỏi, không thành công như con nhà người ta. Mỗi người có những xuất phát điểm và ưu điểm khác nhau. Vì vậy, chúng ta không nên so sánh bản thân với bất kỳ ai, hãy nhìn vào ưu điểm của mình để phát huy thật tốt. Một câu nói em rất tâm đắc là áp lực tạo nên kim cương. Em tin rằng nếu ta biết tận dụng áp lực đó, nó sẽ khiến ta phát triển hơn, thành công. Phần thi ứng xử của tân hoa hậu Ý Nhi được đánh giá thuyết phục, nhận được sự khen ngợi của khán giả. Với bản lĩnh, thẳng thắn, kỳ vọng tân hoa hậu Huỳnh Trần, Ý Nhi sẽ tỏa sáng hơn nữa trong hành trình chinh phục cuộc thi sắc đẹp quốc tế tại Miss World 2024.